vô. Cô hôm nay uống cà phê. Em không có chén. Hôm nay sang lâu sang nhà mày Hiệp, mày Hiệp bảo giờ này em chuyển toàn uống một cốc. Chén mẹ em đập hết rồi. Ngon nhỉ? Tuyệt vời đấy. Là lúc đấy phải có sơ. Thơm, có cái rau húng tí thơm mà. Khỏe nha. Uống hết cái này nha. Ok. Lâu lắm. Hi, xin chào bạn, chào mừng tất cả bạn đã trở lại với video tiếp theo của bạn. Chào tất cả mọi người. Cũng khá là lâu rồi trên kênh chưa ra được video mới các bạn ạ. Do thời gian này mình có một số công việc và hai nhân vật đã từng xuất hiện trên kênh rồi cũng lâu không lên sóng. Hôm nay mấy anh em gặp nhau thì gần đến bữa trưa rồi, đi vào trong bản bắt con vịt bản về để chế biến, ngồi nhậu trưa nay các bạn ạ. Hai bên đường nhà Mỹ Hiệp thì hoa nở rất là đẹp luôn các bạn. Mỹ Hiệp và em Vân thì hôm nay lần đầu tiên được gặp nhau. Mời mọi người theo chân chúng mình nha. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi đi video. Cây hoa giấy nhà Hiệp nở được suốt nhỉ? Không bao giờ tàn. Phát sáng này không nhạc. Ui, vừa mới nói. Dạ, vừa mới nói. Em sợ cái mỗi. Ái da. Mỹ Hiệp cắt tiết vẫn tanh như ngày nào các bạn ạ. Được đấy. Sau một thời gian không gặp và thấy cắt tiết được chuyên nghiệp hơn đấy nhỉ? Mổ vịt suốt mà. Mổ vịt cho mẹ em quay ấy. Ngày thịt vài con đúng không? Sáng thì sáng mổ 4 con, hôm thì 3 con, hôm thì 2 con. Thế vịt, vịt hôm nay anh em mình chế biến kiểu như nào nhỉ? Làm lẩu đi. Giờ muộn rồi. Thế làm lẩu nhá. Lẩu đi ngồi lai ăn cho nhanh nhỉ? Thế tiết thế làm nào? Làm hắm nhá. Được. Có săn củi kia tí nướng lên xong rồi. Đổ đi các bạn yêu. Cẩn thận con vịt nó dậy nhá. Chết rồi. Chết hẳn rồi. Thì tình quay lại xong là chúng ta sẽ tạo ra tình một bất ngờ, đó là mổ xong rồi. Con vịt đã xong rồi. Lúc nào Hiệp đi lấy chồng gái, mẹ chồng làm cho quả xe một ngày mổ mấy con vịt để buôn, quay buôn vịt. Buôn vịt luôn. Ngồi chợ bán vịt. Này mà lấy chồng về nhà mổ vịt, mà về có về ra mắt nhà chồng ấy. Đây, để con mổ cho. Là một nhoáng xong luôn. Ăn cá thì được thơm má, ăn tôm được ôm. Chả ăn thịt, nói ăn thịt thì được cái gì ấy. Mình cứ thích ăn thịt thôi. Ăn thịt thì được dây nịt. Còn cái nịt. Còn cái nịt. Cái nịt cũng không còn. Nước sôi còn không ngâm măng này. Thế rồi. Nước sôi phải đun thôi. Vừa phi ra chợ bổ sung thêm tí đồ các bạn ạ. Ra chợ bản à? Chợ bản. Hôm nay anh em đi săn hết gần buổi sáng mới kiếm được con vịt này các bạn ạ. Bây giờ ở trong bản mình cũng hiếm rồi. Cái nách vịt có. Nhổ lúc nách cho nó đi. Căn bản là vịt sáng ra người ta thả ra ruộng hết rồi. Ít nhà người ta nhốt đấy. Cái lúc em hỏi bà em ấy, bà bảo là muốn mua vịt thì ra bên này mua. Nhưng mà vịt thả ngoài rồi, bắt kiểu gì? Đi ra ruộng đuổi. Đi ra ruộng đuổi. Cây cấn với đây nhỉ? Ui, mặc này đi bắt vịt nhỉ? Cái này cũng kính kiểu khác. Con gà nó mất trật tự ấy nhỉ? Chắc là muốn kiểu anh em song sát. Cái gáy chả đúng giờ giấc gì cả. Nó muốn vào nồi lắm rồi. Đấy, tí lại... Ao nhà Hiệp sắp cá sắp ăn được chưa nhỉ? Sắp thịt được chưa? Cá to lắm rồi đấy. Sắp tháo rồi. Lại sắp chuẩn bị. Hôm nào anh em mình bắt cá nhỉ? Hơn một tháng đây nha, hơn tháng. Ok. Vân chưa được uống rượu ở bản Mương bao giờ đâu đúng không? Chưa. Lần đầu tiên luôn. Đúng là gặp hai người đẹp nghề giết mổ. Ba đời nhà tôi làm nghề giết mổ.
Có mỗi một hôm em Vân từ Tú Lệ xuống mổ vịt cho anh mà ăn còn lông. Mạnh mẽ thế đấy. Người chúng tôi sắp đến tuổi mổ rồi đấy. Vân cảm thấy là những người, những ai mà hay nhậu là thường sẽ biết nấu ăn đúng không? Ôi trời ơi, trời ơi. Những người hiền rượu, người hiền rượu thường hay nấu ăn ngon. Và chúng ta... Ồ, không cắt đít nó. Đây, bây giờ mình cắt này. Ôi giời. Bộ lòng này phải 1 cân. Con này được lắm lòng đấy. Bảo bắt con to nhất là... Người ta còn định không bán ấy, nhưng mà kiểu là... Năn nỉ mãi. Thế là mua ở bản gì? Bản lụ còn gì nữa? Một bản lụ nhà nào đấy? Nhà bán... Nhà cái gì? Hoa cái gì nhỉ? Nhà bán cái gì? Nhà bán ngô, ngô luộc. Sơ! Cho mày ra. Cho mày ra hẳn đi. Lần nữa anh em mình lấy phần sống lưng của nó để làm nhân hắm nhỉ? Tí nướng nhá, nướng mới ngon. Riêng hắm thì không giờ sợ xịt đấy các bạn, lúc nào cũng đông, không giờ sợ hỏng. Rửa tạm đi xong lấy vào trong cái bóp muối. Mẹ em hôm nay đi đâu Hiệp? Mẹ em á? Ngày mai thì kia ở bên này có đám cưới. Mẹ em đi, mẹ em nhận cỗ bên đấy mà. Mẹ em làm cỗ đám cưới bên đấy. Hôm nay phải sang để xem thực đơn các kiểu. Sang để làm giúp mẹ. À đây, món lão chư. Chư bắt giới. Em Vân bảo... Tai mình. Lâu không được ăn tai nộ. Cắt ra đây luôn, không có nướng luôn đi. Còn cái này về vào trong kia thì em mới ấy. Lấy từ phần cổ nó xuống sống lưng chứ. Còn đây không hay là đâm mỗi cổ? Hả? Hay là cánh nó có mềm không? Không, đừng lấy cánh. Lấy mỗi cổ nhá. Cổ với lấy cái mề đâu đi. Ôi, tôi tốt bết đi nha, nhiều lông thế. Kẹp vào. Vừa tay đấy nhỉ? Ôi, sao, nó... sao nó lại như thế này? Không hay là ấy quá à. Cái xiên của nó. Nó có màng ở trong này đó. Đập đà hơn. Đó, Hiệp chuẩn bị giao thớt nhìn. Hiệp bắt đầu khủng khiếp đấy. Chuẩn bị múa dao. Mất ăn luôn đấy. Thật nhở. Cổ đấy, nó vẫn còn này. Cổ em cắt đấy quá, cắt ngắn quá. Ôi anh không biết mua tí nấm. Ừ nhở. Tí nữa đi mua ấy mà. Lan thêm, Lan đi mua thêm tí nấm với đậu. Mua đậu xong rồi sao. Hiệp đang sợ với sức lực chặt của mình khỏe, sợ gạch vỡ. Sợ vỡ phải lấy xuống dưới này. Khỏe quá không khổ hết. À, chặt phát nào phát đấy thế không à. Hột phẹt thật dao. Quên mang dao mèo ra cho chặt. Nhặt thịt ra để tháng sau. Xương của nó thì hầm trước. Đây, lẩu vịt anh em hôm nay thả ít đồ thôi các bạn. Chủ yếu là có măng khô này. Măng này ăn rất là giòn luôn nha các bạn nha. Cái này ngâm vẫn chưa nở kỹ đâu. Cái này là thả lẩu ăn giòn cực. Chẳng mấy khi được hai người đẹp vào bếp nấu các món ăn cho đây này các bạn ạ. Tí nữa ăn ngon quá thì đừng xúc động nhá. Sợ sốc.
Sợ sông ấy. Khóc là ấy luôn đấy. Khóc là em bó tay. À, hai chị em vào vườn hái thêm rau bổ sung các bạn ạ. Lấy rau cải này đây. Rau cải bé này á. Rau cải với cái rau này này, rau gì nhỉ? Tầm bóp. Tầm bóp. Tầm bóp. Để rửa chung ấy. Đây, rất nhiều rau tầm bóp này. Nhưng mà bây giờ hái chuỗi có bị có bị gì không ạ? Thoải mái đi, mai nó lại mọc mà. Cái này phải hái đi nó mới to ra mà. Rau cải đi nữa này. À, hái tí rau mùi về để cho hắm nha. Yên tâm, hái luôn. Anh thấy rau của em có tươi tốt không? Nhưng mà hôm nọ anh thấy mẹ em làm cỏ mà. Không, em chỉ bảo là thấy rau của em có đẹp không cơ. À. Chứ không phải là thấy rau của em trồng. Mất quan điểm ấy nhở? Phải nói rảo. Hay là cái hôm em làm cỏ anh không nhìn thấy? Đúng trùng hợp đúng ngày mẹ em làm cỏ sao ấy? Không, chưa bao giờ em làm cỏ cả. Chỉ có mẹ em. Chưa bao giờ em làm cỏ. Mẹ em bảo em mấy lần em có làm được. Anh biết là rau em gieo rồi. Có đây này, có cần phải lấy cái rau này không? Có. Đấy mà. Cái này cho vào hắm được mà. Nhặt một tí đi. Thơm nhỉ? Ok, húng vịt ở đâu nhỉ? Húng vịt à? Này. Lát đột nhập sang... Tí nữa em đưa anh đi. Em muốn nhổ cây đấy về trồng đấy. Nhưng mà... Ăn lá không còn được rồi còn nhổ cây nhà người ta nữa. Mà trung đục. Đeo ủng hái rau. Đúng rồi, thế mới ế. Chất. Thế mới hợp lý. Có lấy xà lách không? Có luống mà không đi khỉnh khạng đi Hiệp. Anh xem luống bẩn này, anh cho em chui đấy à? Cứ đi vào giữa xong rồi lát... Hiện trường toàn dấu chân này. Lấy ít rau này này. Vườn này là rau, hành này là em trồng. À. Tỏi mẹ em trồng, rau bên kia là mẹ em trồng. Chia nhau luống một luống. Luống là em cuốc nhưng mà mẹ em lại gieo. Gieo, sới. À biết ý đồ rồi, thế thì cố tình đạp luống xuống đấy. Ok. Được rồi đấy. Ăn ít rau luôn. Nhiều rau quá. Ui anh ơi, sôi kìa, nồi kia sôi. Ok. Đấy. Sao này em không được rồi. Cho nên nhìn nó mới chậm phát triển đấy. Ừ. Phun vào chắc không là... được kích thích đúng không? Phun vào chắc là bây giờ xay mơn mởn. Cao lắm đấy. Nhặt mấy cái cho cá ăn. Anh em đột nhập sang bên này để hái tí lá húng vịt. Bưởi nhà em Hiệp mới ăn. Trước vừa đọ mà lần này Hiệp không đọ được nữa rồi. Bưởi giờ siêu khủng rồi. Ông đã di chuyển cây này sang đây rồi. À, nhưng mà không thể thoát được đúng không? Sao mà thoát được? Mấy mấy lá? Tầm 3 lá thôi, 2 lá 3 lá được rồi. Đủ thơm rồi mà. Thơm lắm. Này. Em có ớt chưa? Lấy mấy quả đây. Đây này, hai mấy quả ớt này. Ớt tím, ớt cẩm. Ui, ớt này cay lắm. Bốn quả. Lấy bưởi này, quả vàng này. Hôm nay em vừa mới lấy một quả ăn được. Nó... Chua hay ngọt? Nó cũng ngọt. Nhưng mà hơi chua. Vừa ngọt vừa chua, chấm rất nhiều tôm, ngon. Tài bắt giới ngâm đá. Ui. Giòn không em? Giòn lắm ấy. Cùn nha. Rau này này. Rau này này mới ăn này. Thái bắt nào mình nghiến rau bắt đấy. Mình mồm to rồi phải ăn hiếm sao không? Ừ. Cùn. Các bạn thấy quả liếc dao khủng khiếp chưa? Em ăn dưa không ăn thì... Cho chị được đi.
Chín chưa? Có ăn tí nào không đấy? Không thì phải mài lại. Em cho 2 lá. Cho 2 lá. Thơm cực các bạn ạ. Cái này đánh tiết canh thì cần cho 1-2 lá là đủ rồi. Ui, hình như không có đường. À, vấn đề đây này. Rau mùi để cho vào đây này. Cho vào nộm này. Giả rối, giả rối. Tất cả chỉ là giả rối. Như này không thể không xay rồi các bạn ạ. Phải xay. Xay cái này ra riêng nhé. Có cho tỏi không? Có, tỏi đâu rồi? Cho hết không nhỉ? Cho hết. Món tiết trộn. Cái này trên mình gọi là tiết canh khô các bạn ạ. Có tí thính đấy nhỉ? Nhưng mà không kịp làm thính. Sao có vị trí nhỉ? Xong một món. Nộm xong món chưa bao giờ nên là anh em mình sắp mâm lên nhà ăn cơm rồi các bạn ạ. Khá là đói rồi. Cái này là để ăn này à? Ngọt à? Sao Vân bảo chua? Chua mà chắc chết rồi. Đã đến giờ ăn. Xin mời các quý vị đại biểu di chuyển lên trên nhà. Chưa đưa mà ăn cơm. Từ từ. Từ nha. Giả vờ vấp phát nào. Lấy cái bàn kia ra. Có gì không? Nhưng mà ăn chưa chưa? Đây. Tí nữa bánh đấy. Quên rổ rau. Nồng nhiệt hân hoan chào đón quý vị các bạn đã đến với một lần chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay có thuê MC đâu nhỉ? Tất cả đồ ăn thì anh em mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Lên mâm rồi, chuẩn bị quánh chén thôi. Để đi. Cái đĩa chưa bao giờ này nhìn ngon phết nhỉ? Quá ngon. Cho đồ. Măng thả càng lâu càng ngon. Nhiều măng một chút nha. Úi xồi ơi, quá tuyệt vời. Mời tất cả các bạn dùng bữa trưa cùng anh em chúng tôi nhá. Yeah. Yo. Hôm nay uống cốc với nhà em không có chén. Hôm nay sang lâu sang nhà mày Hiệp, mày Hiệp bảo giờ này nhà em chuyển toàn uống bằng cốc. Chén mẹ em đập hết rồi. Mở bát món này trước các bạn ạ. Riêng món tanh này phải sơi trước. Có thiệt. Ui, sao ăn khói đấy. Ui. Đây có thiệt được. Đấy. Ngon chưa các bạn? Đấy, riêng món này là không bao giờ sợ không đông nha. Thiếu một chút lạc. Lạc thính. Thôi, ăn này cho nó nguyên chất. Đấy. Ngon không? Đấy nha. Để thử một miếng nha. Ngon các bạn ạ. Mắm muối vừa. Ớt cũng vừa, cay phết. 2 quả. Cái ớt lấy cay mà. Em cho 3 quả. Mà mình có cái là hương vịt ngon cực các bạn ạ, thơm. Nó có vị thơm đấy. To quá này. Quán thêm chanh không? Ngon nhỉ, tuyệt vời đấy. Là lúc đấy phải có cho thơm, có cái rau húng như thơm lắm. Cho chanh nhỉ. Ngon đấy.
ăn thử miếng. Ăn thật đi em. Em ăn thử. Không biết khó đấy. Cồng kênh hết nhỉ. Như nào? Ngon. Tuyệt vời mà nhỉ. Thế, nồi dầu rồi. Anh em thả cái bộ phận khác, thả cả thịt ra. Thả thịt rồi. Ăn một chút măng. Măng ngon lắm nha. Ăn tiết canh xong anh em không rô cái à? Quên mất đấy. À đúng rồi. Phải khử tanh cái nhỉ? Đi nhỉ? Đâu? Tuyệt vời đấy, thời tiết hôm nay rất là ủng hộ anh em luôn. Dễ chịu. Ngon lắm. Đấy, bây giờ đến lượt A Minh. Làm trước à? Làm trước đi xong mình uống. Nhà nhé. Mình thì hay ăn nhiều chanh, cứ phải nhiều quả các bạn. Ăn góc nào thì cho góc đấy thôi. Không bị thâm mà đấy. Ăn tiết đen tiết. Wow. Rất ngon luôn. Chỉ phải thêm. Thích bơi. Được đấy. Ăn một miếng muốn ăn miếng thứ hai luôn đấy. Bạn mình có bắt nhiều quá mất vị. Ngon mà nhỉ. Hay là căn bản mình ăn muộn quá. Rất nhân mình tự băm thì nó cũng rất là ngon đấy. Chủ yếu là nhân mình băm thì nó mới ngon luôn. Ui, nhìn thấy cốc với phát khiếp rồi. Ui anh em vớt đi. Sôi mình sục này. Ăn đi mọi người ơi. Mình thử thêm món tai lợn này. Đấy. Món lão trừ. Chẳng mấy khi được em làm nộm tai lợn cho ăn. Khen nhiều lăn vân phủng mũi lên này. Ngọt của cà rốt. Thơm của rau thơm nữa. Lát thì nó không đủ. Kết thúc món này đi. Ngon mà. Không lấy rồi. Mình phải múc ngoài ra. Máu ngon nhỉ. Ăn từ thịt pết này. Máu trộn ngon. Ăn thịt pết xem. Ngon nhỉ. Thế luôn lâu lắm thì không ăn nữa. Cái lái thơm nhỉ. Anh lâu rồi không ăn. Là hủy thơm cực kỳ ơn. Hủy vịt. Tuyệt vời đấy. Nhiều củi quá, rút củi hồi nãy cha chịu rút củi. Phải chiến chiến cho nó hết món này đi các bạn ạ. Ngon lắm, đảm miếng to luôn. Rồi. Này. Đừng có rơi. Đây để em. Đây. Đưa bát ít thôi. Cầm bát này của anh. Đậm, ngon cực. Món này mình phải ăn đậm một chút các bạn ạ. Nhạt quá không ngon. Thử tăng như thôi. Làm nhiều nữa. Làm gì có bạn nào được ăn món hắm sung sướng này không? Người đẹp bê bát rau múc vắt chanh ra này không ạ? Mới tội là không phải bón. Ngon. Tại vì là cái món hầm này là của Hiệp làm nên là ngon đấy. Chứ bình thường mình làm. Cảm ơn Vân một số rượu trong cốc. Cười nha. Mình chia như không đồng đều, mình chia nhiều quá. Nóng nhỉ? Bắt tay gì nhỉ? Chưa. Ê, ai chơi kiểu hào hán? Lên sân bạc. Bây giờ mình kiểu là không có bắt tay kiểu người anh em. Thế tranh thủ trong lúc mời Hiệp luôn.
Wow. Hoa em. Liền tỏi mà. Uống hết cái này nhá. Ok. Lâu lắm rồi. Một tí rồi. Tuyệt vời. Ui, ngon quá. Rau tuyệt vời lắm. Món bát dưới này nè. Món bát dưới thì ngon mà. Rất nhiều. Rau món nào cũng cay cay ngon nhỉ. Rau được cái là ăn phải xít xoa xít xoa. Chưa thả rau đâu đúng. Hay thả mình không để ý nhỉ. Cho rau đây. Đây ạ. Đây là ăn rau. Lẩu thả rau này đây rất ngọt luôn. Rau của nhà Hiệp. Ăn rau này hay bị bóp không? Nó ở một cái tầm mà không thể nào mà bóp được. Rau tầm bóp. Nó chỉ tầm bóp thôi. Nó vừa tầm bóp thôi. Khá lắm. Nếu mà rau bóp thì nó lại khác. Tầm bóp ấy, vừa tầm, đủ tầm bóp. Vừa tầm để bóp. Ăn đi mọi người ơi. Nóng lắm. Không, như này là hợp lý. Thời tiết như này là hợp lý rồi. Dự kiến là ngồi đến tối mà. Ra đi. Gà nhà Hiệp vừa nãy gáy rồi. Ngồi lúc nào gà gáy lần nữa thì thôi. Em đang chuẩn bị sẵn để nướng rồi. Cho nó vào nồi. Cho nó lên bếp nướng luôn. Chào ăn. Anh hơi ồn tí nhưng mà không sao, kiểu thích lên chung một nồi ấy. Thấy kiểu bạn vịt đi vào nồi thì kiểu cảm giác nó hơi kém cạnh một tí. Gà khó chịu ấy. Đúng. Kém miếng khó chịu. Nào, nâng ly. Ủa kìa. Nhất thủ phao nhì đầu cánh. Ai nhất ở đây thì phải cho ăn cái đầu. Đồ. Cho món mình ăn thế. Em thấy nóng không chưa? Nóng á? Mặc áo phao thế chẳng nóng? Không, uống mấy chén uống mấy chén rượu phao thế. Anh mình có phải Hiệp đang mặc áo phao? Đúng rồi. Mặc áo phao à? Thay ra mặc áo da thôi. Sao bạn lại có thể mặc áo dày như thế hả bạn? Không phải dày đâu mà là nó lên tận cổ nên là mới nóng. Nó già người ta mặc áo phao dài tay mà đúng không mọi người? Đúng không? Nửa người. Nửa người thôi. Đang ngon quá. Đỏ như thịt trâu luôn nha. Đỏ lư luôn nhỉ. Bỏng quá. Ủa. Sao tí không cay sao ạ? Em Vân đã hết hai lần sa tế rồi kìa. Năng suất đấy. Nước dùng lẩu hôm nay anh em làm đơn giản thôi nhưng mà em chấm nhiều sa tế. Ăn ngon. Chấm rất nhiều sa tế. Vừa nãy vừa thấy quả pháo câu nổi nổi đây đi đâu nhỉ? Đây này. Vừa thấy trôi nổi đây mà. Đây. Anh đùa thế thôi. Tìm để anh định tìm gắp cho em mà. Ý, em ăn rồi. Cái gì nhỉ? Làm miếng đậu nóng các bạn ạ. Đùa thôi, để nguội đã. Bổ sung vitamin đậu này. Ủa, uống tí rượu vào hoa mắt chóng mặt quá. Tại uống chưa đủ tầm đấy. Mắt chóng mặt sau đầu. Cái này cánh này, ai thích ăn cánh này? Ăn cánh không? Ăn đi. Thôi ăn à? Thôi ăn thì mình ăn. Mọi người nhiệt tình vào. Em sẽ ăn dưới rồi. Quá nhiều á. Khả năng em phải thả tí rau vào. Nhiều rồi. Thêm rau quá. Chân món yêu thích của em. Mời mọi người nhé. Con này mấy chân nhỉ? Mời mọi người ăn miếng rau nhé. Con này mấy chân đấy? 4 chân. Con vịt có 4 chân mà đúng không mọi người? 4 ngón. Để 4 ngón 2 chân. Nhưng mà chân 4 ngón nhỉ? Đúng không? Thật chứ? Đúng rồi, 3 ngón dài 1 ngón ngắn.
Ừ. Nhưng mà con gà mấy ngón? Mỗi lần ăn em không đếm à? Cũng như nhưng mà có con 4 ngón, có con 5 ngón mà. Thật đấy. Em thấy nhà đẹp là 10 rượu nhỉ? Em no nhỉ? No, no nữa à? Nhưng toàn cục à. Do cái Diệp Hương, đi. Lên. Nè. Do. Giờ này em rượu kém. Do. Chầm đấy nhỉ? Chắc là hôm nay kiểu là ai cũng đói xong ăn nhiều á. Không buồn được gì. Long thì bất an. Ngày hôm nay kiểu uống rượu mà Hiệp xong uống một cốc. Uống một cốc là sang chấn à? Một cốc cho đỡ rất nhiều. Ngon mà. Đầy đủ luôn nhé. Ngon bắt rơi. Bây giờ em lại chua. Cái nào? Hay là em ăn một cốc chín nhỉ? Không phải. Cái bài đấy chua mà. Có mỗi một quả mà Vân ăn bảo chưa là Hiệp ăn bảo ngọt. Kỳ ghê. Bây giờ em mới bảo là Hiệp có vấn đề. Bây giờ khi nào chúng mình sắp đến cỗ không? Nhỉ? Khéo thật. Quá khéo. Sắp rồi. Che rồi, chắc là đang che đi rồi. Hiệp tính bây giờ lấy chồng nhỉ? Sang năm. Câu này nghe từ năm nào nhỉ? Nhiều năm về trước. Bao giờ cho đến sang năm này? Sang năm của năm bao nhiêu? Em bảo là mùa quýt em sẽ lấy chồng. Nhưng bây giờ mùa quýt rồi em vẫn chưa lấy chồng. Tìm người hợp tác. Sản xuất. Sản xuất cái gì? Hợp tác và sản xuất vào gì nữa? sản xuất ra những đứa trẻ là gì? Phải công ty trách nhiệm hữu hạn tăng tay số. À, được đấy nhỉ. Không phải, sao lại tăng tay số rồi? Tăng dân số. Vui các bạn ơi, này. Mình cảm thấy mình đang ngồi giống mấy nhiều đồ. Em già. Còn rất là nhiều đồ luôn. Em là ải kho. Mấy Hiệp người Mường thôi nhưng mà nói tiếng Thái tốt phết các bạn ạ. Vân biết tiếng Thái, tiếng Mường không? Chẳng biết gì hết. Em đây, hỏi Hiệp truyền đạt cho mấy câu để đi tán giai bản. Về lấy chồng luôn. Rồi. Em sẽ lấy chồng. Nhưng mà chẳng qua là không biết chồng ở đâu thôi. Mà không biết là đến khi nào thôi. Có lẽ là video của mình xin được kết thúc ở đây để ngồi ăn uống oánh chén cùng người cho thoải mái. Mấy anh em thì uống nhâm nhi thôi, rượu chưa đủ đô nên là chưa xôm cho lắm. Vẫn còn đang chậm lắm. Hôm nay thì tiện mấy anh em gặp nhau thì làm bữa cơm nho nhỏ, ghi hình chia sẻ, đến với các bạn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Sai rồi. Chào nổi nữa. Không chào nổi nữa. Vành chén đi. Chào sắp không ra chào. Dạo này lâu lắm rồi không ghi hình nên là nói sắp không lưu loát nữa rồi các bạn. Thông cảm nhé. Tạm biệt mọi người. Ăn đi máy tắt rồi. Ăn đi. Máy tắt rồi ăn đi. Vân đang đợi cúp máy đả cái chân vịt này từ nãy giờ. Mà em đừng có nguội mà. Đúng anh tắt máy rồi nhá. Nhìn như kiểu chân vịt cay của Trung Quốc ấy nhỉ. Đúng rồi. Con vịt này chắc là nuôi cũng khá rồi đấy. Chị bảo toàn thả ruộng mà. Đó lâu á. Nó kiểu dai.